Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính. Đây là trí tuệ do con người lập trình tạo nên với mục tiêu giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người. Chào mừng các bạn đang đến với khóa học AI, trí tuệ nhân tạo cho mọi người tại unica.vn. Lộ trình khóa học sẽ đi từ các kiến thức nền tảng về lập trình Python, cách thức thiết lập môi trường học như cài đặt phần mềm, thư viện, hướng dẫn sử dụng phần mềm, ngôn ngữ lập trình Python, cái nhìn tổng quan về AI, những nhánh thuật toán cơ bản, các bước xây dựng một mô hình AI, sau đó đi sâu vào các bước như tiền xử lý dữ liệu, trích chọn đặc trưng, học đặc trưng và đưa ra mô hình dự đoán. Sau khóa học, bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan về những thứ đang diễn ra trong công nghệ AI, biết được các bước xây dựng một mô hình trí thông minh nhân tạo, cách vận hành. Những kiến thức học được chính là nền tảng để bạn tiếp tục học thêm và trở thành kỹ sư AI sau này. Còn chần chờ gì nữa, nhanh tay đăng ký khóa học AI trí tuệ nhân tạo cho mọi người tại unica.vn để hòa nhập vào cuộc sống công nghệ đang phát triển và thay đổi từng ngày bạn nhé. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.